Hello, Vi cảm ơn tất cả mọi người đã ghé vào xem video ủng hộ Vi nha. Hôm nay thì Vi ở giữa cánh đồng ha mọi người. Vi làm một món rất là siêu cay luôn. Món ẩm thực là ốc bu nướng sa tế ha mọi người. Đấy thì Vi đã chuẩn bị sa tế ớt nè. Sa tế ớt nha mọi người. Rồi đây cũng là sa tế ớt luôn, hai hũ. Còn đây thì một cái dĩ ốc bu. Hôm qua thì vợ Vi đã luộc xong rồi, mình lắc cho đấy mọi người. Đó, mình bỏ vô đây. Cái ốc này đã luộc chín hết mọi người nhé. Mình luộc chín nè, đã úp cho gia vị hôm qua, đã coi như là đã thấm cho vợ vô ha. Thì Vi bỏ vô tủ lạnh đó, sợ đêm qua thì mình để ngoài thì nó hư ốc. Đó, thì hôm nay thì Vi sẽ nướng luôn nha mọi người nha. Rồi Vi úp cho vị vào với nướng hết mọi người nhé. Thì đây thì sa tế, cái gia vị trong này thì Vi đã úp hôm qua rồi. Vi sẽ cho vào sa tế vào mọi người. Sa tế tôm, sa tế ớt luôn. Nay thì nếu mà có người quay thì được á, vừa quay vừa nướng á mọi người, chắc là khó. Đấy. Ốc nướng coi món chắc là đơn giản mà ngon hết mọi người nha. Vi bỏ vô đây nước trước các mọi người nhé. Còn vô đây nữa một lát Vi sẽ bỏ thêm sa tế ớt vào thêm nữa, Vi úp nữa mọi người. Trong này thì đồng ruộng hết mọi người. Vi lấy cành đồng ruộng quay cho mọi người xem họ trắng á. Wow, tại vì nướng thẳng á mọi người. Có mua một cái thang 15.000 á. Ở đây cái gì cũng mua à. Ở đây bất cứ cái gì cũng mua mọi người. Ốc cũng mua luôn nè. Ở quê thì bắt thôi. Nhìn mọi người nhìn thấy nè. Ốc ướp sa tế mọi người rất là ngon luôn. Ốc này á là Vi đã luộc sẵn hết mọi người. Rồi Vi lấy ra từng khúc nè mọi người. Lấy ra hết á. Mình bỏ phần thân. Phần thân cất á. Mình bỏ ra hết mọi người. Rồi Vi rửa sạch. Đó, giờ sạch thì mình cho vào cái này. Nên thế giới thiệu ốc bu vùng quê, vừa bắt vừa làm. Bu nướng hết mọi người, thấy chưa? Nhìn rất là ngon hết mọi người nhé. Bây giờ mời mọi người ăn nhé mọi người nha. Ăn nướng nóng này mà ăn vẫn ngon hết mọi người. Mời mọi người nha. Wow, nó ngon rồi. Ăn tại mọi người tại bếp luôn mọi người, ăn cho nóng hết mọi người nhé. Rất là ngon hết mọi người. Hôm nay thì Vi ăn cay giảm là thôi. Ăn cay nhiều quá đâu có tốt đâu. Ăn cay nhiều quá thì về nhà nóng bụng đó mọi người. Đó. Wow, cảm giác. Vừa thơm vừa ngon nè. Vừa nó mùi mặn của mùi vị của sa tế với nước mắm nó chấm mọi người.
Wow. Wow. Quá hấp dẫn quá mọi người. Ngon mọi người, thơm. Thơm mùi sa tế á, mình nướng nữa. Ồ. Oh. Hầm nóng ăn ngon. Nhưng mắm này gần lắm người, gần với làm gần nhiều lên á, ăn nhớ mùi gần nhớ ngon người, chanh nữa nè, đường và tỏi á, mình làm ngọt lên, ăn ốc với mới ngon người. Con view đâu? À, con ai? Nói chung là ở đây á là chị con mua á mọi người, chị con mua á, mua ốc cũng mua nè, than này cũng mua á mọi người, mua hết. Ở quê thì ốc thì đi bắt á mọi người, ốc bắt ở ruộng rất là nhiều luôn á, ở quê Vi thì ruộng chín á, lúa chín á, ốc rất là nhiều luôn á. Thì buổi chiều 3-4 giờ ra ngoài xách cái xô ra ngoài thì nửa tiếng sau thì ốc nửa xô một xô mọi người, không rất là nhiều luôn á. Ở quê Vi cũng nếu mà con than này nè, lên núi mình đóng củi mình hầm ra than này mình chả có mua. Nói chung thì ở đây thì cái gì cũng mua bằng tiền khách mọi người đấy. Cuộc sống thì công nhân á rất là vất vả mọi người đấy, làm bao nhiêu thì mình cũng đóng tiền trọ này, tiền điện nước á mọi người đó. Dư định thì gửi về quê cho vợ con, nếu mà không dư thì đành thôi, sao giờ làm mướn mà. Wow, quá đã lắm người, ốc nướng ăn thơm quá. Ốc luộc á là mình ăn nó không cảm giác cái mùi thơm lắm người, tại mình hấp luộc mùi nước không à, không có mùi thơm. Mình ốc á mình nướng á người, nướng ốc sa tế nè, rất là thơm mọi người. Thơm. Mình nhất là ăn tại bếp nướng, nóng nướng mọi người, rất là ngon luôn. Wow. Cái cảm giác á, ốc nướng này ăn mùi khác hơn ốc mình luộc á mọi người. Thứ nhất thì mà ốc mình luộc á là mình mới mua về á, mình mới bắt về thì mình luộc liền thì nó ra mùi trong là mùi bùng, ăn cũng khó ăn lắm, mùi nớt nữa. Thì thứ hai thì nếu mà cái ốc mình luộc á là nó không có mùi mà như mình ốc sa tế mọi người nướng á. Đây ốc nướng á mùi vừa mùi thơm sa tế nè, vừa cái mùi vị của nói chung là rất là ngon á mọi người. Định chỗ vợ Vi qua ăn thì vợ Vi thì sao quá nóng.
À, chim quá trời mọi người, chim nhiều lắm á. Lặn vì qua chim mọi người xem nha. Wow. Ok, mình nướng vừa thôi mọi người. Nói chung là mình nướng nó khô quá. Khô nè, khô tao hết. Ăn không ngon. Đó. Nướng vừa tới mọi người. Tại thứ nhất là mình luộc à. Mình luộc lên là chín rồi, mình úp gia vị vào. Đó, mình nướng vừa thôi nha mọi người. Nướng cái thì ăn cứng á, ăn không mềm á, ăn không ngon. Ở cái ngoài lửa nóng quá. Lửa cháy nóng quá giờ thì bây giờ qua đây em mọi người. Chị qua đây cho mát. Mà đã nắng. Vi xách canh vào cho chua chua mọi người. Chú ăn cho ngon. Tại nay quên mang dao á mọi người. Làm sáng giờ quên lung tung luôn á, quên dao, quên mang được thứ. Wow. Ngon thiệt quá. Thấy chanh mà chua chua á mọi người. Ăn quá ngon. Đây là Coca-Cola mọi người. Ở đây thì trên đầu Vi là một cái chuối. À, cái chuối thì chắc là bác luôn á. Bữa giờ Vi quay ngoài kia à. Ngoài kia nắng á. Ngoài đồng nắng lắm. Đây mới kiếm nhà chỗ mát quay. Thì đây không cần chấm nước chấm lắm mọi người. Tại vì sa tế nè. Úp gia vị rất là ngon rồi. Chấm thêm nước chấm nữa rồi ăn thì không mặn á. Anh nhiêu đây thì Vi mang về cho vợ Vi ấy mọi người. Như đây thì mang về cho vợ Vi. Vợ Vi ở phòng trọ á. Thì thôi thì Vi cảm ơn mọi người đã xem video nóc ốc nướng sơ tết của Vi nha. Nếu mà thấy góp ý chỗ nào không hay thì mọi người nhớ comment phần bình luận nha. Nếu mà có ý tưởng nào khác hơn thì mọi người nhớ góp ý cho Vi nha. Cho Vi một ý tưởng mới để Vi hoàn chỉnh video, Vi làm những nội dung mà mọi người thích xem nha. Bye bye mọi người nha.